Béo, béo, dậy, dậy. Chị để chị ngủ không? Dậy đi, có khán giả comment thử thách cho béo này. Đâu? Đây. Đồ anh mơ sướng mà làm được clip đã xí một chiếc ăn một mảng. Và ăn được 20 mảng trong một trận đấu á. Kiếp, cái gì mà khổ thế? Thôi con, mình sẽ dành tặng vào một clip. Let's go. Shop mà shop vn shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao ạc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ạc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9999 kim cương. Và chắc chắn rồi, các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngón 100% vào được các bạn ạ. Hello hello, xin chào tất cả các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Chà chà, hôm nay thì nắp nhà của nhà mình bắt mình đọc comment này đang ngủ ngon anh em ạ. Thường thì mình ngủ đến tầm 3-4 giờ chiều, bắt đầu dậy, bắt đầu là mình đăng clip cho anh em xem. Hôm nay 11-12 giờ nóc nhà đập dậy rồi các thử linh tinh thì tiền thể thì cũng có một bản thử thách mình. Thì ngoài cái việc thử thách đó thì mình xin tặng luôn cho bạn một clip siêu phẩm đa sĩ. Và sẽ không chết cái mảng nào luôn đấy. Mình sẽ đánh như thế mình gọi là tặng như thử thách kèm tặng luôn các bạn nhá. Rồi, như các bạn đã biết thì đá xí, không biết các bạn có cần mình nói thêm không, nhưng mà mình sẽ làm cho những bạn nào chưa biết đá xí là gì. Vì từ đá xí nó có một cái bộ ba chiêu thức, nó siêu bá đạo, đó là chiêu 1 của nó. Khi kích hoạt thì nó có thể bị giảm hiệu ứng khống chế. Chiêu 2 thì nó sẽ tạo một cái vùng nổ rất là sát thương rất to. Còn kích hoạt chiêu 3 thì các bạn đều biết rồi. Chiêu 3 thì khi trúng tướng địch thì các bạn sẽ tái kích hoạt được chiêu 3 một lần nữa để gây được sát thương lên tướng địch đấy. Thì nôm na các bạn đã biết ba chiêu thức rồi. Nhưng cái quan trọng sát thương chủ yếu đến từ con đá xí là gì ạ? Chắc chắn rồi. Chiêu 2 là cái lượng sát thương to nhất của vị tướng đá xí. Nhưng chiêu 1 nó cũng không hề kém cạnh. Nhưng thường xuyên những người pro đá xí ấy, người ta thường toàn chơi gọi là double 1 các bạn nhé. Gọi là dùng 2 lần chiêu 1 chỉnh 2 phát. Đấy, nôm na người ta hay nói như vậy. Còn chiêu 2 này chúng ta sẽ thả nó vào trong những cái tình huống nó bị choáng hoặc là bị kích hoạt chiêu 3 của mình. Thì chiêu 2 nó sẽ khả quan hơn, bởi vì nó sẽ chắc chắn trùng hơn. Còn chiêu 2 khi chúng ta thả từ đây chiêu 3 này, đây rồi, chết rồi, bay no. Đập bật vào tường kìa. Rồi một em, rồi một em nhá, một em nhá. Mình sẽ tát cho các bạn tầm 20 cái tát trong trận đấu này. Đấy. Rồi và tiếp theo các bạn này, tí nữa thì như các bạn đã biết thì tính chất của vị tướng đá xí ấy, khi mà chiêu 1 mà chỉnh phát chết luôn ấy thì phải đòi hỏi đá xí phải có 3 build đồ trở lên. Thì nó sẽ dao động ở phút thứ 8, thứ 9. Và trong clip này thì mình sẽ tầm phút thứ 10. Thì lúc đó mình sẽ chỉnh một phát kết luôn. Còn để mình nói tiếp, đó là vị tướng đá xí này. Các bạn hãy cân nhắc cho mình rằng là khi các bạn đánh một vị tướng ấy, thì các bạn sẽ chủ yếu nâng mắc cho mình là chiêu 2 nhá. Vì sát thương ở chiêu 2 là nó lớn nhất. Nhưng khi chúng ta chơi ấy, chúng ta phải quan trọng nhất là chiêu 1. Bởi vì chiêu 1 có thể dùng được 2 lần hay không thì quan trọng cách chúng ta sẽ cắn cái nội tải. Mà nội tải của đá xí làm như thế nào để biết hả anh Cương? Thì mình xin trả lời luôn, đó là cái chấm đỏ. Cái chấm đỏ ở phía dưới cái binh mana các bạn nhé. Khi nào cái chấm đỏ nó chuẩn bị tầm khoảng 80% thì đó là lúc các bạn sẽ đi đánh nhau với tướng. Thì nó sẽ có lợi thế rất nhiều. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách double chiêu 1 là nó sẽ bá đạo như nào nhá. Vì khi kích hoạt chiêu 1 ấy thì nó sẽ bị được tăng tốc độ chạy này và nó sẽ không bị hiệu ứng khống chế nhá. Cho nên các bạn cân nhắc cho mình, đá xí các bạn hãy nắm bắt cho mình những cái đó. Mình không cần biết các bạn sẽ chơi tốt như nào, nhưng các bạn chỉ cần nắm được cái double 1 của mình. Đây từ từ này, chịch này. Chịch từ từ, bình tĩnh. Mình chuẩn bị có tích được 2 lần chiêu 1 rồi đấy. Đây là cái phá này mình ra nhá. Gặp ai là mình sẽ chịch cho 2 phát. Gặp là chịch. Rồi không chịch, không chịch con quái này được. Rồi không sao, mình sẽ farm. Cái giai đoạn đầu tiên thì vị tướng đá xí thực sự là một vị tướng đi gánh rất là tốt. Nhưng ở trong clip này mình sẽ không đi gánh nhiều và cũng sẽ không đi áp vào rừng nó nhiều. Bởi vì là mình sẽ chơi đến phút thứ 5, thứ 6 để ở team địch nó có khoảng thời gian được farm. Chứ không dường là thật các bạn đã đánh các bạn thử thách 20 mảng ấy mà. Chứ bây giờ mình đánh như những clip cướp rừng bình thường ấy thì tầm khoảng tầm 10-90 phút là xong. Ôi, chưa một, đấy. Làm sao mới xin được 2 lần chưa 1 luôn á. Rồi, chào em để các bạn nhé. Các bạn có thể thấy là khi mình sử dụng chiêu 2 thì khi team địch nó bị choáng thì mình sử dụng chiêu 2. Còn không thì mình sẽ sử dụng chiêu 2 kết hợp với chiêu 3 luôn. Thì đó sẽ là cái chắc chắn. Rồi, chiêu 1 thôi thì nó sẽ chết rồi. Đấy, rồi tiếp tục hồi chiêu 1 tiếp. Các bạn thấy chưa?
Con Da Si này nó rất là mạnh trong combat khi nó dùng được double 1 các bạn nhé. Cho nên bắt buộc các bạn tối thiểu khi các bạn chơi trong combat tầm 2 người lên thì bắt buộc các bạn sẽ phải ít nhất là cái nổ tài của bạn, cái vạch đỏ phải có 50% được lên thì các bạn combat mới mạnh được. Chứ bây giờ các bạn chỉnh cho nó một phát chứa 1 mà các bạn chơi 5 giấy nữa, các bạn không trượt cái phát nào rồi. Cho nên quan trọng các bạn phải dùng được 2 lần chứa 1 đấy. Và cái tiếp theo định nói các bạn cái gì mà quên tè đấy nha. Cái gì ta dẻo dư thật đấy các bạn. Đấy, hai lần chưa một đấy các bạn thấy chưa? Nếu mà mình không có hai lần chưa một cái pha đây là cũng toáng. Ôi chưa ba rồi, chào em, chưa hai luôn rồi, chào em đấy luôn. Tốt quá, hiện tại mới có 4 mạng thôi. Và các bạn đã biết được rồi, đấy là phút thứ 5 trận đấu thôi. Thì đấy sẽ cái giấy phút và mình sẽ can quét team địch nó rất là mạnh, vì một combo có thể là giết được một vị tướng của team địch đó. Và cái thử thách ngày hôm nay thì 20 mảng anh em, 20 mảng và kết hợp chưa một phải kịch phát chết luôn đấy. Đấy, thì đấy là trong của team mình đang cố gắng làm thử thách, nhưng mà có được hay không thì tùy thuộc các bạn nhé. Tùy mong các bạn thông cảm, bởi vì thực sự là trong một trận đấu thì không thể nào là có thể làm theo chuẩn chỉ đâu, tầm 90% thôi chứ 100% khó lắm. Nên mình sẽ rất cố gắng. Đấy rồi, hiện tại mình có 6 mảng rồi. Và anh em đừng quên rằng xem clip thì hãy để lại cho mình một nút comment hoặc một nút thử thách để nắp nha của mình sẽ đọc những cái thử thách cho nắp nha nhà mình. Kiểu là nắp nha nhà mình thì cũng có chơi liên quân đấy, nói chung mới tập chơi các bạn ạ. Mình nói là thôi bỏ đi, nghiền đấy. Đấy, nghiền trong nhà là một người nghiền được rồi, chứ đừng có hai người nghiền. Đó là coi như là hai người thì khi nào liên quân này bắt đầu là con này là bỏ đói. Ôi rồi, từ bắn xương chạy phát chứa một thôi này, chứa một này rồi, chạy từ từ bình tĩnh cái con chứa ba luôn phải đây. Đấy, chết không đó, hay quá. Cái bản này các bạn có thể thấy con Da Si này nó chơi rất là ảo diệu các bạn nhá. Ngay cả cái bản thân mình nói chung là khi các bạn chơi, các bạn thực sự là các bạn cảm thấy một vị tướng nó rất là ảo diệu, nhưng các bạn phải thanh thục nhá, các bạn phải thanh thảo các chiêu thức. Và giống như các bạn phải chơi Da Si quen ấy, phải thực sự quen thì các bạn chơi mấy ấy. Bởi vì cái bản thân của mình chơi rất nhiều vị tướng, cho nên mình không thể nào gọi là chơi một vị tướng được tốt nhất được. Nhưng mà vị tướng nào mình biết chơi, kiểu là mình sẽ hiểu chiêu thức này và mình sẽ biết chơi gọi là một cái gọi là trung bình khá. Còn nếu mà chơi hút thì mình chỉ nói chung nó rất khó. Ví dụ như chơi Da Si để gọi top 1 thì có như cái đó thì mình có thể chắc được, bởi vì mình chơi nhiều tướng lắm. Hầu như là 100 lẻ mấy vị hào hán anh hùng lương sơn bạc thì mình chơi được. Nhưng để mà giỏi cả 100 lính mấy được điểm 10 cái thì cái đó khó, hầu như không ai làm được đâu. Đấy, chứ ví dụ các bạn muốn mình top của một vị tướng nào đấy thì chỉ có một vài con thôi. Thì chỉ chơi một vài con thôi, nhưng mình phải luyện tập rất nhiều vị tướng. Chẳng hạn như Florent đi nói, mình đang có luyện tập lại đấy. Rồi, đây, chào em, chạy làm cái gì em ơi, được chưa, một cái quạt đi luôn. Bạch. chưa đâu các bạn, nó hiện tại 901 các bạn nhé. 9 mạng mới chỉ còn 11 mạng nữa. Và khi nào chịch một phát chết thì lúc đó sẽ ấy các bạn nhé. Và build của mình thì mình có gắn ở trên clip ấy, thường ấy, thì mình có làm clip. Ví dụ như cả đánh cả bình luận ấy, và sau đó mình sẽ chỉnh sửa một chút như các bạn edit ấy, chỉnh sửa một chút. Cho nên thường nhiều lúc mình có nói các bạn để build đồ bảng ngọc cho mình ấy, mà nhiều bạn edit kiểu không biết sợ vội vàng như nào, nhiều khi không để ấy, thì mong các bạn thông cảm nhé. Nhưng thường thì mình có như các bạn đấy thì đã để bảng ngọc và các thứ đi tin cả rồi. Và sắp sửa tới đây thì sau những cái clip này như Da Si và sau những clip thử thách thì mình sẽ cho ra một cái cẩm nang lật keo các bạn nhé. Thì mình nghĩ là cái cẩm nang đó thì nó sẽ tốn rất nhiều cái công sức của mình ở trong cái cẩm nang sắp tới. Và cái tiếp theo ấy là nói chung là nó sẽ kiểu là phải vận dụng những cái kinh nghiệm. Tại vì sao mình lại làm cho tất cả các bạn, khi các bạn mình quay lại làm clip, mình lại làm cho các bạn những cái giáo án cướp rừng, thì để các bạn biết được, hiểu được những cái giáo án cướp rừng, cái cách farm, cách win, cách làm thế nào để win trận đấu, cách farm thế nào khi bị thọt, và cách chơi như thế nào để không mất trận đấu, và cách cướp rừng làm thế nào để win. Thì khi các bạn thanh thảo những cái đấy rồi, thì khi vào những trong cái trận đấu bị thọt thì mình hướng dẫn các bạn, mình nói cho các bạn những cái mẹo thì các bạn sẽ chơi tốt hơn. Chứ ví dụ mà bay vào một phát láo vào lật keo luôn, lật keo nhìn anh chơi dễ, bây giờ em chơi cũng như nào đấy. Cho nên rất là khó. Cho nên để các bạn thanh thảo những cái clip này thì mình sẽ tiếp tới một cái bộ gọi là siêu phẩm, gọi là lật keo các bạn sau các bạn gặp bị gọi là
gọi là phải lật kèo, các bạn sẽ chơi rất là tốt và lật kèo rất là chắc chắn các bạn nhé. Còn bây giờ thì quay lại trận đấu thì các bạn có thể thấy được rằng là mình ăn được 12 màng rồi. Bạch, bạch, bạch. Ui, chưa ba. À, con Asi thì bản nào mà lâu rồi chưa chơi Liên Quân đấy. Đấy, bạch chết rồi. Thì các bạn đều biết rằng là đá sĩ chứa bái nó không còn bay như trước nữa. Khi nào phải trúng một vị tướng thì nó có thể kích hoạt được chứa bái tiếp các bạn nhá. Còn không thì hầu như không bay nữa. Đấy rồi, từ từ, hiện tại mới 3 mảng rồi. Đấy, mình bó nước thêm cho anh em một cái gọi là không chết bằng nào nhá. Mình phải cố gắng dư mạng. Ô, còn mình còn băng xương. Bạch, bạch. Đấy các bạn nhá. Hầu như thì một chỉ một mảng thì nói chung là không đến, nhưng mà cùng là khoảng tầm 80% màu của nó đấy. Phải 80% máu của nó đấy anh em ạ. Rất là mạnh các bạn. Còn đá xí này các bạn biết chơi thôi. Người chơi tốt đá xí hay không ấy, mình cũng đã từng hỏi rất cao thủ, nhiều cao thủ đã đá xí thôi. Người ta nói là quan trọng nhất là cái nội tài chiêu 1 ấy. Cái va quan trọng nhất là chiêu 2 nữa. Những chiêu 2 này người ta thường có những cái mèo ấy, là gọi là người là sẽ bị thương ấy. Ví dụ các bạn đặt chiêu 2 mà tím địch không bị choáng ấy, thì thường sẽ đặt hack nào, hoặc đặt theo cái vị trí di chuyển của nó, phải hiểu được cái vị trí di chuyển của nó thì mình đặt được. Chứ các bạn đặt ngay cái dưới chấn nó ấy, thì cái khoảng nó chuẩn bị nổ ấy, rồi chết rồi, cái pha này Slim chết, thì nó có thời gian để nó chạy được chiêu 2 của mình. Và cái chiêu 2 của mình bị mất sát thương ấy, thì hầu như giai đoạn đầu game nó rất là yếu. Ví dụ như 6 game này, ví dụ lép game này, thì mình chỉ cần chịch cho nó cái, chịch hai chịch là nó ra đi. Lao chịch chết luôn này. Quá đá kêu, đây rồi. Bạch, hay quá. Mẹ gà kêu anh em ấy, mẹ gà kêu là đợt chưa ba hồi, chưa ba rồi. Nope. Không dính cái pha này rồi. Từ, chưa ba này rồi, từ bình tĩnh. Bạch, đổi qua mẹ gà kêu các bạn nhá. Mình sẽ dành tặng anh em một cái mẹ gà kêu đây nhá. Đấy, một cái thử thách nó rất là tuyệt vời đấy. Và hiện tại là 19 mạng, còn một mạng là 20, một mạng là 20. Ok các bạn nhé, clip đến đây thì mình nghỉ kết thúc rồi. Và mình đã hoàn thành thử thách và bonus cho anh em một mega kill 20 mảng không chết. Và một chịch một mảng thì cái đó thì thực sự là vẫn chưa lan được. Thì có thể hẹn clip khác. Anh em nhé, cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Và xin chào tất cả các bạn nhé. Bye bye. Tất cả bạn ấy, mãi yêu.